thôi, Đức sẽ Đức mang xe hôm mai đi, là sau mai còn có cớ mà qua để còn được gặp Đức. Chứ không thế này mang về luôn thì cho anh chim này chim nha. Cho cái gì? Theo anh nhưng mà cứ ngày nào cũng qua đây phá máy nó bỏng đi. Đấy. Sau đó. Sau đó. Sau đó. Để bầu nở. Sau đó. Rồi. Mai. Chị ơi, sau đó để cảm ơn Đức đã đồng ý nhận máy để đi sở hộ. Mai mời anh và Đức đi ăn việc quay. Nhưng mà tao đoán là không có vịt quay. Thế này phải làm một con vịt nu nướng. Nướng nu, vịt, nướng nu. Anh cứ nhìn nở cười mẹ. Nu, đúng, đúng đó, tao nu, trên người nó không cần gì. Mày đừng để chị đây đau lòng già tiếp nhá. À, đau lòng non nha. Non, đúng rồi. Đừng để chị đau lòng non. Nan nu. Nướng lu. Chị ơi, cho em một cốc bát bảng nữa. Sao? Hai câu đi chị ơi. Chân này ngọt chặn lòng mày. Sao? Sau đó. Giờ chị đang đau lòng non rồi đấy. Sau đó Mai này bảo nhân viên mang thêm hai bát canh. Nhưng mà đấy thì một lúc sau bọn nhân viên đi ra bảo thành cho em hết rồi, giờ tôi cũng thích canh. Bao giờ câu chuyện chính xảy ra mày kể ăn bao giờ mày ăn đồ nướng hả, bóc tay nào hả, sau đó lại gọi thêm một bát măng nữa, bát măng rất là nhiều măng cộng với này tiết các kiểu.